Vâng, kính thưa toàn thể quý bà con. Hôm nay hội nghị đã có mặt tại phường 27 Thanh Đa, Bình Thạnh. Ở đây là lô D có một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cần được sự quan tâm của tất cả các mạnh thường quân. Đây là một cư xá Thanh Đa, phường 27, hộ gia đình của anh Nguyễn Hoài Nam thuê ở đây cũng mấy năm nay rồi để đi bán bánh giò và nuôi một người vợ bị tai biến năm 2014 đến nay, và một đứa con bị liệt cả người, tất nhiên là bị bẩm sinh luôn, từ khi sinh ra là bị bé sinh năm nhiêu anh? 2005. Thì bây giờ hội nghị nghe thông tin này lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay hội nghị mới có dịp đến để mà quay trực tiếp để kêu gọi tất cả các mạnh thường quân trong nước và nhất là nước ngoài hãy chung tay góp sức để mà xoa dịu nỗi đau những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này quý bà con nhé. Bây giờ anh Nguyễn Hoài Nam là một người cha, người chồng, người cha đã đi bán bánh giò. Xe này là của anh đây, đi bán bánh giò, bán từ 3 giờ sáng. Từ mấy giờ anh? Bán từ 3 giờ sáng đến 8 giờ sáng. 3 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Thôi bây giờ mình lên nhà đi ha. Mình lên nhà chỗ ở đi của cả gia đình ở để quay cái hoàn cảnh thực tế cho quý bà con cùng xem nhé. Bởi vì ở ngoài đường ngay công viên quẹo vô đây chút xíu thôi. Công viên Thanh Đa quẹo vô có mấy bước chân là tới. Quý bà con cứ hỏi chung cư khu D á, phường lô D. Đây là số bao nhiêu anh? 118. Đây số nhà 118. Nó mở quá ha. Rồi 118. Và ở đây rất là nhiều phòng. Quý bà con thấy xa xa không? Nhiều phòng. Và hôm nay hội nghị đến đây để mình quay trực tiếp và kêu gọi tất cả các mạnh thường quân trong nước và nhất là nước ngoài. Anh đi vô đi. Đây. Anh xách cái sách em vô chưa? Có, để em kia rồi. Rồi. Đây là cái nguyên căn nhà chung cư. Anh cứ để cháu nằm đi. Dạ, để cháu nằm đi, nguyên cái phòng chung cư. Rồi ảnh mướn để cho vợ con và thêm một người chị bên vợ nữa cũng bị bệnh. Bây giờ nhà 4 người nhưng mà bệnh cả 3. Đây bà con thấy đáng thương không? Bé bị này là bác sĩ nó gọi bị gì anh? Cháu nó bị co gồng mãn tính do xanh gọt mổ chậm. Can thiệp bại não, can thiệp mổ chậm. Do mổ chậm quá nó bị ngộp luôn đây chứ gì. Nhìn rất là dễ thương và đẹp trai. Chân nó liệt hết trơn. Rồi không sao, đừng có lấy ra nhiều, để em thả nó. Rồi không sao. Bởi vì đây là những cái gì mà để trong cho bé tự tiểu trong luôn ha anh? Đúng rồi. Không kèm chế được hả? Đúng rồi, nó không tự chủ được. Ai không tự chủ được. Bà con thấy đáng thương không bà con ơi? Đây, hôm nay hội nghị cũng đến đây để mà quay những cái hoàn cảnh đáng thương như thế này để kêu gọi tất cả. Ủa quên, gửi cái nón ra này chứ. Anh cầm đây em ăn được. Cầm giùm nhé. Còn đây là chị vợ của anh Nam, là Nguyễn Thị Ngọc Châu. Ngọc Trâm. Quỳnh Thị Ngọc Trâm. Chị bị tai biến gì lâu chưa chị? 4 năm rồi hả? Rồi mình có đi điều trị đâu không? Có. Dạ, mình điều trị bữa giờ cũng đỡ. Dạ, đi châm cứu hả chị? Đi châm cứu rồi đi đủ thứ vật lý gì đẹp. Đúng rồi,
mấy cái đó là chính ha. Rồi rồi giờ bị vậy thì một mình ảnh đi bán bánh giò để lo cho bốn miệng ăn, nhưng mà ba người bệnh như thế này rồi thì làm sao. Anh ấy củng cố hết sức. Anh qua đây ngồi đi. Rồi ngồi đó đi để em cái gì anh cứ nói thẳng, nói rõ để cho các mạnh thường quân họ biết, và về để giúp về lâu về dài cho cái hoàn cảnh của anh ha. Bởi vì bây giờ cho em hỏi anh thế này, bây giờ là con anh là đứa lớn, mấy đứa anh được mấy đứa con? Hai đứa. Xin chào Trung Nghị. Dạ, và dạ. Chào tất cả quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước. Ngày hôm nay là tôi được cái duyên và chú Nghị nhận lời đến làm cái video clip để lên cộng đồng mạng để mong được hỗ trợ chia sẻ. Từ lúc vợ bị tai biến tới nay là một tay phải lo kinh tế gia đình, xây sở, dậy từ 3 giờ sáng lo cho thằng bé Tính Hưng bị bại não, còn sửa sổ lưu lại rồi đi bán ở các chợ khu vực đó, bán cho tới hết bánh luôn. Thì nói chung thì cái thu nhập thì nó cũng vừa đủ mua sữa cho cháu thôi, còn những cái vaccine khác thì nói chung thì cũng hơi khó khăn. Dạ. Mong quý vị thương tình chia sẻ giúp đỡ và hỗ trợ gì lâu về dài. Và nếu mà gặp tôi bán bánh trong cái chợ công việc thì ủng hộ tôi để cái lượng bánh nó tăng lên để tôi có trong thời gian này. Dạ. Bây giờ bán bánh thì kiếm được có 120 à. Mà bây giờ cái thuốc điều trị chống co rồng của cháu đó, mình cháu nó không uống thuốc á thì nó khóc ré lên suốt cả ngày luôn, nhức tay nhức ốc với nó không cũng được. Cái thuốc này là cái thuốc này là ở Trung Đông mới có, chứ ở Trung Đông mới có thuốc này của Pháp. Thuốc này của bên nước ngoài mới đúng có. Rồi cái thuốc này là chỉ có mua ở chợ trời thôi, nhưng mà vừa rồi thì ở bên chợ trời ở bên mười người ta nói là cái thuốc này bây giờ gần 40.000 một viên. Mà bây giờ nó uống một ngày phải 3 viên thuốc này thì nó mới đủ liều của nó. Đây bà con biết cái loại thuốc này không? Nếu quý bà con nào mà ở bên nước ngoài á thì có thương gia đình bé, nhất là bé, thì hãy mua những cái loại thuốc này gửi về. Bởi vì ở bên Việt Nam này không có loại thuốc này. Cái tên này thì em không biết. Ribotrin 0.2 mg. Ribotrin à? Ribotrin. À đây phải không? Dễ đọc lắm. Ribotrin. Ở đây. Ribotrin. Đây, thuốc đây. Thì quý bà con hãy thương tình và giúp đỡ cho cháu bé được uống thuốc này cho nó mau khỏe lại ha anh. Không phải, nó không có thuốc thì nó không ngủ được, mà nó rên suốt à. Ủa giống như nó rên giống như là nó bị đau ở trong người đó, nó đau đầu hay đau mình á. Thành ra nó cái tiếng rên của nó nghe khó chịu lắm. Thành ra cháu nó mình nghe tiếng rên mình làm cha làm mẹ mình xót xa lắm. Đang lo là cái thuốc này bây giờ này, nghe mấy người bán thuốc người ta nói là bên Trung Đông đánh nhau. Thành ra bây giờ thuốc này lên khả năng là gần 40.000 một viên á, mà bây giờ cháu nó uống mà không đủ liều á, nó không uống đủ ba viên trong một ngày á thì coi như là cũng mệt với cháu, nó không ngủ được mà nó lên suốt à. Dạ thì bây giờ thôi anh cứ đọc cái tên của anh, cái số điện thoại và địa chỉ để cái gì mọi người biết thì hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp cho anh. Dạ. Chứ dạ, còn em. Đây là bà chị dạ, bên dạ. Vợ cũng bị dạ, bệnh này. Dạ đây bà này là bà Quỳnh Thị Ngọc Banh nè. À chị bệnh dạ, bệnh gì anh? Bị động kinh từ năm 7 tuổi. Đó. Động kinh luôn hả? Rồi hồi xưa là sống với ba mẹ vợ, thì bây giờ ba mẹ vợ mất rồi. Rồi giờ bà chị Quyền Quỳnh Thế Phụ nuôi bà. Đó bà con thấy đáng thương không? Một gia đình bốn người mà từ lúc vợ bị tai biến tới nay là đâu có ai chăm sóc bà, thành ra bà té hoài
Nhiều khi đi bán phải nghỉ bán để đưa bà đi bệnh viện cấp cứu, mai cái vết thương đầu lại. Dạ. Bà bị động kinh thì bà bé bất tử. Đó, bất tử, đừng nói đứng nói chuyện là dứt ra làm sao cái bắn. Hay té ha, tự nhiên là bị động kinh thì nhiều khi đang lên kinh mình không biết cái giờ cái giấc luôn chứ. Bất bình lên đó. Buồn tay buồn chân là bà không kịp ngồi xuống là bà té. Giờ anh cứ đọc cái địa chỉ và cái tên của anh, địa chỉ nhà ha, rồi hồi nữa em đọc lại nha. Dạ xin phép ạ. Dạ xin phép. Anh cứ đọc đi. Dạ tôi là Nguyễn Hoài Nam. Nguyễn Hoài Nam. Nguyễn Hoài Nam, địa chỉ là 118 Lô Đê, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh. Số điện thoại anh? Số điện thoại là 0356591734. Rồi, đây bà con ơi, bà con nhớ chia sẻ rộng rãi để cho các mạnh thường quân biết, để hỗ trợ về lâu về dài cho những hoàn cảnh đáng thương như thế này, quý bà con nhé. Bởi vì Hữu Nghị đi quay thì Hữu Nghị cũng cầu mong sao được gặp các mạnh thường quân cùng nhau chung tay giúp đỡ những cái hoàn cảnh mà đáng thương như thế này quý bà con nhé. Bởi vì Hữu Nghị cũng xót lắm, nhưng mà Hữu Nghị là một cái nhịp cầu nối từ các mạnh thường quân đến những cái hoàn cảnh trực tiếp như thế này mới là một việc đáng giá. Kính mong Hữu Nghị, kính mong toàn thể quý bà con hãy chung tay xoa dịu, giúp đỡ trực tiếp những hoàn cảnh đáng thương như thế này quý bà con nha. Em cũng cầu mong sao cho các mạnh thường quân ở trong nước và nhất là nước ngoài hãy chung tay để mà giúp cho những hoàn cảnh như thế này về lâu về dài là càng tốt. Ví dụ một tháng mình cho 1 triệu, 2 triệu gì đó là một việc làm rất ý nghĩa rồi bà con à. Góp gió thành bão thôi. Nếu quý bà con nào thật tình thương thật sự hoàn cảnh như thế này thì quý bà con hãy liên hệ với anh Nam quý bà con nhé. Đó. Như con anh vậy đâu có ngồi dài được hả anh? Con. Nó liệt luôn mà, nó liệt hết còn đâu luôn mà. Liệt hết luôn hả? Đây là con thấy này, bé rất là trắng trẻo và đẹp trai. 14 tuổi hả? 15 tuổi. À, bé năm nay 15 tuổi rồi. Nhưng mà nằm liệt từ lúc mới sinh đến giờ. Vì một cái chứng bệnh đơn giản thôi là họ nó bị bại não. Là trong giấy khai là bị chứng sân đó mà. Là do mổ chậm á. Thì mặt nước nó mới trào lên não và bị não như thế này. Cái trường hợp này người ta bị cũng nhiều. Nếu mình kịp thời mình mổ liền á, đừng để mà vừa rồi trong á. Vừa rồi nó đi miễn phí ở trên Vinmec á mà Hà Nội á, nhưng mà chụp cái não đó rồi bác sĩ nói thua rồi, cái não ăn thua rồi. Cái não chết rồi, không nói thôi luôn chứ mà chết thôi. Rồi cái sao vậy? Ghép tỷ nghỉ, ghép tỷ thấy là có nhiều trường hợp ghép nó vận động được. Ủa nhưng nó nhẹ kìa. Nhưng mà cháu nó bị sơ sinh. Dạng mới thì được. Hồi sinh là bệnh viện nào anh? Từ Vũ. Từ Vũ luôn hả? Đóng dịch vụ ngồi ngoài chết chân luôn, không ai báo con mình sao, vợ mình sao. Tới 11 giờ trưa ngày hôm sau thì mang thằng nhỏ ra thì nói mang xuống dưới dưỡng nhi nằm từng lễ đi. Đó nó vậy. Thấy đáng thương không bà con ơi? Thấy quá, quá đáng thương ha. Đây là cái địa chỉ của gia đình nha. Ở dưới này ghi thì nó hơi bị mờ mờ, còn ở trên này nè. Họ và tên Nguyễn Hoài Nam. Địa chỉ 118 Lô Đê, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh. Số điện thoại 0356591734. Quý bà con nha. 0356591734. Đây mọi thông tin liên hệ với anh Nam quý bà con nhé. Và đây là cái số tài khoản của anh Nam. Nếu các mạnh thường quân ủng hộ thì hãy trực tiếp số tài khoản này quý vị nhé. Nguyễn Hoài Nam, số tài khoản ngân hàng Vietcombank, Vietinbank hả anh? Vietinbank chi nhánh quận 3.
số tài khoản 105004200688. Đây, số điện thoại và số tài khoản là dài dài đó nhé quý vị. Bây giờ em thay mặt cho một mạnh thường quân ở bên nước ngoài á, thì cũng không nói tên, với số tiền 1 triệu đồng để ủng hộ cho gia đình anh Nam để mua sữa cho cháu, mua thức ăn để hỗ trợ cho gia đình. Được chừng nào thì nhờ chừng đó. Hội nghị cũng kêu gọi các mạnh thường quân chung tay nhiều hơn nữa để giúp đỡ và ủng hộ những hoàn cảnh đáng thương như thế này. Em hơi nói nhiều một chút, có gì thông cảm giùm em nhé. Bởi vì nhiều người trên mạng cũng chửi em dữ lắm, bởi vì không có ai đẻ ra mà biết đi biết chạy liền được, nên chi thôi thông cảm cho em. Xong mấy đợt này, ngày thứ hai là cái hoàn cảnh của bé ở dưới Hậu Giang đó, lên Sài Gòn mổ. Hữu Nghị kêu gọi cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ để bé có tiền mổ trong vòng 50 triệu. Đây là số tiền 1 triệu mà đây anh nhận để mua gì cho gia đình nhé, để lo cho gia đình. Đây, anh là chị, anh là chị cho. Không, vì họ không nói tên. Dạ, cảm ơn vị mạnh thường quân ở nước ngoài và đã giúp đỡ, và cũng chúc quý vị có sức khỏe. Rồi, không sao. Quý bà con ơi, đây một hoàn cảnh đáng thương, quý bà con hãy chung tay góp sức để hỗ trợ trực tiếp cho hoàn cảnh của anh Nguyễn Hoài Nam, quý bà con nhé. Bây giờ em sẽ kết thúc ở đây và em đi quay mấy chỗ khác nữa. Nên vì các mạnh thường quân hãy vào cái kênh YouTube của em Đặng Hữu Nghị là quý bà con sẽ thấy. Và nếu bà con thấy rồi thì bà con hãy ủng hộ giùm cho em nhé. Bởi vì hôm cách đây mấy ngày em đã nhận được nút bạc, và ngày hôm qua đã đăng lên, rồi tối nay thì cũng rất nhận được nhiều. Cảm ơn Hữu Nghị nè, đã nhà xa nhưng mà đi cả tiếng ủng hộ mới đến đây á, nói chung là rất là nhiệt tình. Tôi rất là cảm kích với người cha mà gà trống nuôi con, với bài hát đó hát mãi ước mơ. Nói chung là từ cái bài hát đó là tôi lại cảm tình với lại Hữu Nghị. Thì bây giờ nói chung là có cái cơ duyên gì đó, nói chung là nó xuống trời hay sao, sáng nay Nghị đã nhận lời và đến đây làm cái video clip. Và tôi cũng chúc Nghị cái công tác thiện nguyện đó ngày một tiến triển và giúp đỡ cho mọi người trong xã hội xa đến nhiều lần. Nói chung là người ta có một cái tình thương để họ thấy là cuộc đời này còn nó vẫn còn có ý nghĩa. Cảm ơn Nghị nha. Dạ, xin chào tất cả vị thành viên. Dạ, chào anh nhé. Cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho vợ con và chị vợ nữa. Rồi, rồi. Cố gắng chị nha. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Thôi em đi. Rồi. Bye bye, bye chị. Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, bye bye bà con nha, hẹn gặp lại ngày gần đây nhất. Bay được không? Bay được không con? Không, để con tự thân lên được không? Con thân lên được không? Nó ngồi thì nó quơ, nó gồng nó quơ, đứng chơi. Đó, bà con thấy đáng thương không? Đó, đây là rút kinh nghiệm để chị em phụ nữ nào đi sinh càng sớm càng tốt. Chứ đừng có mà nằm chờ đến khi mà nó vỡ nước ối ra, nó trào lên não là như thế này đây. Đáng thương lắm. Thôi, em kính chào và hẹn gặp lại gia đình anh chị nhé.